Hello, xin chào mấy bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một món thạch chiên muối sả nha mấy bạn. Đây mình đã ở đây có là khoảng tầm 1,5 kg thịt. Mình sẽ cắt ra nha mấy bạn. Và mình đã cắt thạch xong rồi nha mấy bạn. Thì thịt này mình sẽ cắt lát ra miếng, mình sẽ hứa ra nha mấy bạn. Lúc mình ướp sả với muối sả vô á, mình chiên á thì nó sẽ rất là thấm đều và ngon. Thì mình sẽ chuẩn bị một số đồ ướp thịt nha mấy bạn. Thì mình đã chuẩn bị xong rồi mấy bạn. Đây mình có là muối trắng nha mấy bạn, muối trắng với tí bột ớt và bột ngọt và sả. Tất nhiên là không phải thiếu sả. Giờ mình sẽ cho muối vô, đây là 2 thìa muối nha mấy bạn. Muối vô. Còn này là bột ớt, bạn nào không được cay khỏi cho bột ớt nha. Mở này cũng không cay không, vì nó là bột ớt nên nó không đỡ cay hơn ớt. Đây mình cho mình 1,5 thìa bột ngọt, sả, đây xong. Giờ mình ướp. Giờ mình ướp thì mình để khoảng 15 phút mình hết chiên nha các bạn. Nó thấm đều thịt 15 hoặc 20 phút mình hết chiên. Rồi mình để 15 20 phút mình hết chiên nha các bạn. Thì trong lúc mình chờ lại hạt ướp xong khoảng 20 phút rồi nè các bạn. Thì mình bắt cái bị có dầu và dầu nó sôi mình cho sôi. Hãy cùng miếng nha bạn. Đường nữa là cái đường nó sẽ dễ mà bị chết lắm. Mình chỉ ướp muối, sả, ớt, hay dùng ớt tươi hoặc ớt bột cũng được. Đây, thấy ngon chưa? Xong thật chưa? Bạn nhớ là chỉnh lửa vừa nha bạn, đừng chỉnh quá lớn ha, nó sẽ không được ngon đó. Rồi, thịt của mình đã vàng nè mấy bạn, thì mấy bạn chưa đừng quá vàng nha, còn vừa tới thôi nè, vừa tới thôi, cái thịt nó mềm ăn dễ ăn thôi nè, các bạn đi về nó sẽ khô hoặc nó sẽ ngon. Gắp ra còn này thì cũng một bên này mình nhớ mình tắt cũng hơi dày. Các bạn nhớ là đừng có chi vàng quá nha, mà bạn nào muốn ăn mà bị cứng nha là mình sẽ chi vàng, nó sẽ cứng lắm, không thật thơm ngon đâu các bạn ơi. Thành ở đây mình sẽ thấy thật có đầu sen nhé. Ở đây thịt mình đã gấp ra hết rồi các bạn, vàng. Còn đây mình thử một miếng nha, ở miếng nhỏ thôi, để mình có cắt miếng nhỏ mình chiên nè, ở miếng nhỏ thôi. Thịt mềm nó là rất là vừa không?
Rồi, đặc biệt là thơm mùi chả. Ngon lắm. Thôi mình kết thúc video tại đây nha mấy bạn. Chúc mấy bạn làm một món thịt chiên muối xả cho gia đình mình nhé. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ vào like và share và chia sẻ video của cho mình nha.